bếp bánh trứng như vậy, siêu cưng, liệu có đủ giọt spotlight của bánh trong sữa phô mai không ta? Khi mà tôi nghe bà Béo nói chuẩn bị các em bánh trứng này là tôi phải nhanh chân tới liền đó mọi người ơi. Bởi vì cái sức hút của em bánh này tôi nói quá trời là cưng rồi. Nhưng mà không biết có ngon hơn bánh đồng xu hay không nên là tôi phải tới thử xem sao. Điều đầu tiên là phải xác nhận là em này sẽ có nhiều vị nha. Cái hôm mà tôi đến á thì có nhân xúc xích nè, trà bông, sô-cô-la, phô mai tan chảy và bắp. Nhưng mà chị Béo nói là sẽ có thêm các nhân bánh khác nữa cho nên là mọi người yên tâm về cái độ đa dạng của nhân bánh nha. Sau 5 phút chờ đợi thì tôi cũng đã có cho mình một cái set trứng siêu cưng luôn. Một set 6 trứng và 35 cành. Giờ thì ăn thử thôi. Em trứng này là có nhân phô mai tan chảy, vị béo béo màu mặn của phô mai và vị ngọt thơm của bánh. Tiếp theo là em trứng có nhân trà bông. Mà hình như là tôi bị mê cái em trứng này hơn bánh đồng xu rồi mọi người ơi. Tại vì cái em trứng này nhân bánh nó sẽ đa dạng, cho nên mình sẽ tránh được cái tình trạng ăn nhiều sẽ bị ngán. Nhân bánh thì sẽ có từ nhân mặn cho đến nhân ngọt, cho nên là mọi người có thể thay đổi vị theo ý thích của mình nè. Nhưng mà khoan dừng khoảng chừng là 2 giây để tôi uống miếng nước giải khát cái này nha. Mà cũng tiện ha, ăn bánh xong khát nước thì vô order ngay ly nước tại bà Béo luôn. Và tôi nghĩ là tôi sẽ đặc biệt recommend cho mọi người em trứng có nhân phô mai tan chảy nha. Mọi người còn chơi gì nữa, hãy nhanh chân tới và rước ngay em trứng này về đi nha. Bye.